nào Chúng ta vào bài đầu tiên nào Bài tập số 1 yêu cầu là tính nhanh Cô có A bằng 1 cộng 2 cộng 4 cộng 8 cộng 16 cộng 32 cộng 64 Các con hãy tính nhanh cho cô kết quả của phép tính này Các con có thấy khó không? Thật ra với bài toán này thì hoàn toàn không khó đâu các con ạ Các con thấy dãy số này là một dãy số nó có quy luật Cụ thể là số bắt đầu từ số thứ 2 trở đi thì cứ số đứng sau nó sẽ gấp số, đôi số đứng trước nó. Như vậy thì 2 sẽ bằng 1 nhân với 2, 4 sẽ bằng 2 nhân với 2, 8 thì bằng 4 nhân với 2, 16 sẽ bằng 8 nhân với 2, 32 sẽ bằng 16 nhân với 2 và cuối cùng 64 thì chính là bằng 32 nhân với 2. Vậy thì với dãy số này khi thực hiện tính nhanh các con làm thế nào? cô hướng dẫn các con nhé, chúng mình cùng thực hiện luôn này. ở phần bài giải, cô sẽ cho cái tập a của mình nhân đôi lên, cô sẽ có này a đây chính là đề bài của chúng mình. bây giờ nếu như cô lấy a, cô gấp lên hai lần, cô lại trừ đi a, thì cô có phải là còn chính nó không? a được lấy hai lần rồi lại trừ đi một lần a, tức là a chỉ được lấy một lần. Vậy thì cô sẽ biến đổi bằng cách là cô đưa cả cái tổng này nhân với 2 rồi lại trừ đi tính chính cái tổng này, cô sẽ có như sau, các con cùng quan sát. Đây là một tổng ban đầu chính là a, cô nhân với 2. Rồi cô lại trừ đi chính cái tổng ban đầu. Đấy. Thì cô vẫn bằng a đúng không nào? Và bây giờ thì các con hãy cùng cô nhân một tổng nhân với một số, cô sẽ có A nhân 2 chữ A thì chính là bằng A. Vậy khi đó cô sẽ có này, 1 nhân với 2 sẽ bằng 2. Các con quan sát nhé.